Rồi, xin chào tất cả anh em. Thì hôm nay mình sẽ có một cái clip nhỏ nha. Cái clip này thì mình sẽ bán cái vò nước Toto răng 27 dành cho một số anh em nào muốn gắn sừng vơ và muốn sử dụng cái lâu dài nha anh em. Ở đây thì mình sẽ hướng tới lâu dài. Còn nếu mà anh em nào mà bận tâm tới giá cả thì có thể sẽ không mua được hàng của mình. Tại vì hàng của mình lúc nào nó sẽ cao hơn thị trường và mình sẽ luôn luôn bao cho anh em xài với một cái thời gian nó rất là dài ha. Đây thì toàn bộ đây là van Toto 27, chiều dài khoảng 1 tấc, chiều nghiêng khoảng 1 tấc ha. Và này là mình lưu ý là răng này là răng 27 chưa qua sử dụng ha. Một số anh em sẽ hơi bị lầm giữa răng 21 và 27 thì nó nhìn qua hình ảnh thì nó na ná nhau nhưng mà ở ngoài nó rất là to đó. Thì anh em nào mà có cái vườn nó rộng hoặc anh em muốn tưới nước với cái lưu lượng lớn thì anh em sử dụng cái này. Hiện tại thì mình chỉ còn khoảng hơn 10 cái ha, thương hiệu của Toto. Đó, rất là đẹp nha anh em. Toàn bộ trừ cái phần tay cầm này ra, toàn bộ đều bằng đồng thau vẫy nóc ha, rất là đẹp. Thì nó sẽ tránh cho hiện tượng rỉ sét và độ bền, nếu mà anh em xài ở cái môi trường mà nước sạch, độ bền là phải trên 5 năm anh em nha. Đó. Rồi, thì khi mà anh em bắt vào tường, anh em có thể bắt một là cái đây là cái bức tường của mình nha. Anh em có thể bắt là cái thế như vậy, hoặc ngang, hoặc là dọc như vậy. Hoặc là anh em không thích bắt tường, anh em cũng có thể bắt đứng như vậy trên một cái bàn hoặc là gì đó. Nếu mà tùy, nói chung là bắt ngang, bắt dọc đều được nha anh em. Hoặc là bắt quay quay như vậy cũng được luôn. Đó, cái này rất là to và rất là dày. Thì ở đây nó sẽ có một cái khớp để anh em thao tác nhanh. À, ví dụ như anh em chụp cái dây vào đây. Chụp cái dây vào đây. Và cái dây này anh em sử dụng là dây lõi trong 21 nha anh em. Lõi trong á. Anh em phải đo dây của anh em, lõi trong là 21 thì anh em mới nhét vừa vừa cái này và anh em siết của dê. Nó toàn bộ bằng đồng, rất là đẹp, ở đây có phốt chống nước. Đó, anh em có thể nhìn thấy qua đây. Rồi khi mà anh em sử dụng á, anh em có thể thao tác nhanh, tháo cái này ra luôn. Ví dụ như anh em muốn tháo dây, anh em không cần phải tháo cái cổ dê, anh em chỉ cần vặn cái này nhẹ ra. Thì mình lưu ý một cái số anh em là anh em sử dụng hàng Nhật. Anh em chỉ cần vặn nhẹ nhàng thôi, ví dụ như anh em vặn vào tới đây ha, anh em chỉ cần gạt một cái này thôi. Thì một số anh em có hay có cái thói quen xài đồ Việt Nam á, khi mà anh em vặn cái vòi nước hoặc là vặn cái gì á, đồ của Việt Nam hoặc là thị trường mình thì anh em vặn rất là mạnh, tại vì anh em nhiều trong đầu sẽ nghĩ là nhiều khi nó lỏng nó rơi này kia, mà đồ của Nhật anh em chỉ cần nhẹ nhàng cho mình cái thôi là mình bao anh em là chắc rồi ha. Thì anh em muốn xài với cái độ bền trên 5 năm thậm chí là 10 năm mười mấy năm luôn thì đầu tiên anh em phải lưu ý cho mình là nhà anh em phải có cái lọc tổng. Lọc tổng là sao? Thì khi nước ở trong nhà nước cấp ra cho mình thì mình sẽ có cái lọc đó, nó sẽ giữ lại được cát và những cái hạt cặn. Đó, nó là những cái hạt cát thô. Đó, thì khi mà cát nó vào đây, cát nó vào đây đúng không? Anh em đóng tất cả các vòi nước của Nhật luôn. Anh em đóng cái van xuống. Cái cát đó, nó dính vô cái cao su này. Đó, ví dụ đây là cái mặt của nó đi, nó đóng xuống. Nó đóng xuống ha, cái hạt cát nó dính vô đây. Cái xong mà nó làm kinh lên rồi sau đó là hoặc là nó làm rách cái cao su này thì khi đó nó sẽ không có giữ được nước và nó sẽ có hiện tượng là rỉ nha. Đó thì anh em lưu ý mình, lưu ý giúp mình là mình sẽ không bảo hành hoặc là trả lại tiền nếu mà anh em để cái van này nó bị rách cao su à, tại vì chỉ có nước dơ mới làm được rách cao su. Cái thứ hai nữa là khi mà anh em đóng cái những cái van của Nhật nè, thiết kế của nó nè, đó nó rất là đơn giản, anh em có thể thay thế phụ tùng này kia rất là nhiều. Đó, bây giờ mình sẽ vặn vô ha. Khi mà một số anh em á cái thói quen xài van nước của Nhật nó dày của Việt Nam nó dày, khi mà anh em vậy nè, anh em vặn vô đúng không, anh em vặn thêm cái tay vặn thật chặt như vậy thì khi đó cái cao su nó sẽ cấn xuống dưới, nó sẽ cấn xuống dưới, nó sẽ tạo thành một cái gờ và anh em nén quá chặt thì nó sẽ mau bị chai rồi. À, đó là một cái lưu ý khi mà anh em sử dụng những cái đồ của Nhật là nhẹ nhàng thôi, nó không giống như đồ của Việt Nam mình nên là anh em không cần phải vặn thật chặt hoặc là vặn thật to hoặc là gì gì đó, không cần ha. Anh em chỉ cần nhẹ nhàng cho mình. Đó, bây giờ mình sẽ vặn tay toàn bộ vô ha. Ở khớp này thì toàn bộ mình cũng xài bằng tay đó. Anh em lưu ý là những cái van này là chưa qua sử dụng nha anh em, chưa qua sử dụng đó, nó rất là to, rất là dày và rất là nặng. Đó, chưa có dấu vặn luôn, anh em lưu ý giúp mình nên giá nó sẽ cao ha, giá nó sẽ cao. Còn anh em mà muốn đồ rẻ anh em có thể qua chỗ khác mua không có sao hết, tại vì mình bán cho anh em là bảo hành lâu dài
Đó, còn anh em mà muốn một thời gian sau thay vòi nước Việt Nam chỉ có vài chục ngàn thôi nè. 30 ngàn, 20 ngàn, 40 ngàn, 50 ngàn, 100 ngàn, loại tốt, loại thường, hạng 1, hạng 2, hạng 3 gì có là đầy, có đó đủ. Ở Nhật họ chỉ và xài những cái đồ nó đúng tiêu chuẩn ha. Rồi, thì bây giờ mình sẽ mở nước thử cho anh em nha. Đây, mình mở nước đây. Đó, như anh em thấy à, chỗ này nó rỉ là cũng không có gì hết, là do cái đường nước mình đi vào chưa có kín à, để mình vặn chặt đó. Rồi thì khi đó mình sẽ mở cái này ra, mở cái này ra, anh em đợi xíu để mình, đây mình gắn ngược rồi, mình gắn ngược cái van này để mình khóa nước lại nha anh em. Mình gắn nó bị ngược đây à, mình bắn gắn nó bị ngược cái này, mở cái này ra, mình gắn bị ngược cái van một chiều. Đó, phải như vậy nó mới đúng ha. Răng 27 nha anh em lưu ý cái 27 giúp mình, cái này là hàng Toto nội địa Nhật. Đó, rồi giờ mình vặn cái này vô. Rồi bây giờ mình sẽ mở nước lại ha. Rồi thì mình sẽ mở nước lại đây, mình sẽ mở cái này ra đó, anh em thấy nước nó chảy rất là nhiều nè, rất là mạnh nha. Đó, đó họng nó to, nó cho ra mình cái lượng nước rất là nhiều. Rồi thì khi mình đóng lại nè, anh em thấy mình đóng nó rất là nhẹ nhàng thôi, không cần phải chặt làm cái gì đó, khóa nhẹ lại cái là nó sẽ không có chảy nữa ha. Đây đó, nước nó vẫn đứng một cái mực nè, anh em thấy nè. Còn cái này nó chạy là do mình không có vô cao su non. Đó, mình mở ra nè. Đó, đóng lại nè. Anh em chỉ cần nhẹ nhàng cho mình thôi, anh em thấy mình đóng không? Đó, nhẹ nhàng thôi, không cần phải dùng cái gì gọi là đao to búa lớn hoặc là những cái này cái kia. Đó, chỉ cần nhiều anh em vặn nè, chắc thật chặt. Nó chẳng để làm gì cả, bản thân người trong gia đình mình cũng cũng bị tình trạng đó, vì khi mà thấy thì mình cũng nhắc là đóng nhẹ nhàng vậy thôi, không cần phải nén chặt làm gì. Tại cái trong này nó là một cái van một chiều, là nước nó chỉ có đi một chiều ra thôi, nó sẽ không có hiện tượng là bị dội dội ngược lại cái lực, nên là anh em chỉ cần đóng nhẹ nhàng là nó sẽ kín hoàn toàn ha. Đó, đây là răng 27, thì khi đó dòng nước nó ra rất là nhiều nha nè, nước nó ra nhiều. Đó, anh em cũng có thể thao tác là vậy, anh em tháo cái này ra. Đó, khi mà anh em xong, anh em tháo cái này ra, anh em mấy dây tháo tháo dây ra, tháo cái đầu dây ra, thì anh em vẫn có thể sử dụng được bình thường ha. Đó, vẫn có thể sử dụng cái vòi này được bình thường, anh em cần thì anh em gắn dây vào. Đó, thao tác như vậy nhẹ nhàng thôi nha nè, không cần phải gọi là đao to búa lớn hay là cắn răng cắn lợi để mà siết cái này. Đó, giá cả thì mình có để ở phía dưới, anh em mua 10 cái thì giá nó cũng vậy thôi, mua một cái thì giá nó cũng vậy thôi nha anh em. Đó, thông cảm giúp mình. Đó, toàn bộ là bằng đồng vẫy nốc, không có, chỉ có cái này là bằng sắt thôi nè, nó là cái tay cầm. Răng 27 nha anh em, hàng răng 21 nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều, 21 nó rẻ hơn rất là nhiều. Thì cái này để lấy lưu lượng để anh em ráp sân vườn, anh em bắt thế này hoặc là thế này, hoặc là ngang dọc xoay trái phải gì đó rất là tiện nha anh em. Đó, chỉ cần đóng nhẹ nhàng. Đó, thì anh em lưu ý giúp mình, anh em thấy nãy giờ mình vặn toàn bộ cái này là bằng tay không? Nó toàn bộ là bằng tay, không có chuyện mà rỉ rả hay này kia ha. Đó, mới chưa xài. Đó, thì anh em nào có nhu cầu và muốn sử dụng một cái sản phẩm 5 năm, 7 năm, thậm chí là 10 năm luôn, mười mấy năm cũng được, thì anh em mua những cái này. Nhưng mà quan trọng là anh em phải có cái bộ lọc thô. Lọc thô nó sẽ giữ cát lại nha anh em, không cát nó sẽ phá hủy những cái phốt và những cái ron ở trong này, thì khi đó mình anh em sẽ không có được xài bền. Tại nước Việt Nam của mình rất là nhiều cặn. Rồi ha, giá thì mình có để bên dưới. Mua 10 cái anh em nhân tiền lên, hai cái thì anh em lấy cái giá tiền nhân 2. Đó, rất là rõ ràng cho anh em. Đó, một số anh em đòi hỏi giá tốt thì mình không có giá tốt, mình chỉ có giá bãi thôi. Rồi, bye bye anh em.